vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quảng Bình nuôi trồng thủy sản 8 tháng tăng trưởng khá. Minh Hóa chủ động thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có các quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách 5 người, gồm 1. Trần Thị Mỹ Hà, quê quán Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình; 2. Nguyễn Thị Kim Oanh, quê quán Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình; 3. Hà Thị Khánh, quê quán Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình; 4. Tăng Tử Trí, quê quán Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương; 5. Nguyễn Hồng Lam, quê quán Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Lý do cách ly: đây là các trường hợp đi từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh Quảng Bình và các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Địa điểm cách ly: trường quân sự cũ, trung đoàn bộ binh 996, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, tổ dân phố 2, Mỹ Cương, thành phố Đồng Hới. Thời gian cách ly là 14 ngày. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình cùng đại diện công ty sữa Gia Quân vừa đến thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly ở phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới. Đến thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và đại diện công ty sữa Gia Quân đánh giá cao những nỗ lực không ngại khó khăn của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời mong muốn các cán bộ, y bác sĩ và các chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, góp phần cùng với ngành y tế thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và đại diện công ty sữa Gia Quân đã tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ và gia đình đang được cách ly tập trung tại đây. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động bà con tích cực phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Bản Khe Ngát, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch có 95 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều với hơn 300 nhân khẩu. Thời gian gần đây, cứ 2 ngày một lần, bà con được các cán bộ mặt trận, người có uy tín trong bản trực tiếp xuống tận nhà để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của đại dịch này. Ban lãnh đạo của bản là liên tục là tuyên truyền cho bà con khi đi ra ngoài cần luôn phải đeo khẩu trang và vệ sinh là luôn là rửa xà phòng sạch đảm bảo vệ sinh và hạn chế tụ tập đông người. Được sự tuyên truyền của lãnh đạo bản, ban công tác mặt trận bản thì gia đình tôi nhận thức được về công tác nhất là về dịch bệnh là COVID-19 hiện nay là rất là nguy hiểm, thì tôi cũng như gia đình thì cũng đã thực hiện được cái sự tuyên truyền đó là đi ra đường là phải đeo khẩu trang, không tụ tập nơi đông người này, hạn chế đi lại ra ngoài khi mà không có sự việc cần thiết. Để phòng chống và giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 2980 về việc phòng chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Bố Trạch đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền, vận động bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tích cực phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn của huyện đến thời điểm hiện tại thì việc mà ý thức của nhân dân để tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19 là đạt hiệu quả cao. Thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định rằng là tuyên truyền vận động nhân dân trong mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội thì cũng đều gắn liền với cái việc là phòng chống COVID-19. Với sự tích cực, chủ động trong việc phòng chống dịch COVID-19 của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người dân trong tỉnh nói chung và đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi đã và đang góp phần cùng với cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Hôm qua, ngày 12 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Hội Khuyến học tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đơn vị đã trao 120 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa lên học giỏi ở cả 3 cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện Quảng Ninh, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Được biết, nhân dịp năm học mới 2020-2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kêu gọi vận động sự ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm trong tỉnh và đã tiến hành trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Đây là nguồn động viên, tiếp sức giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, vững bước trên con đường học tập. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện Minh Hóa giảm dần qua hàng năm. Đến nay, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phủ kín các thôn bản, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số cho vay trong toàn huyện đạt trên 111 tỷ đồng, với hơn 2.350 lượt khách hàng vay vốn, bình quân một lượt hộ vay là 47,4 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để cho vay hàng năm có sự chuyển biến tích cực, nguồn vốn đã tăng dần qua các năm. Tổng dư nợ các chương trình thực hiện đến cuối tháng 8 là 400 tỷ đồng với 8.962 hộ dư nợ. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chỉ đạo Ban giảm nghèo, Ủy ban nhân dân cấp xã nỗ lực rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vay đủ điều kiện vay vốn để quản lý, phê duyệt các trường hợp vay vốn đúng đối tượng thụ hưởng. Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục quản lý chặt chẽ việc phân bổ vốn tín dụng chính sách, chỉ đạo trưởng thôn bản tiểu khu tham gia phối hợp với tổ chức hội nhận ủy thác các tổ tiết kiệm và vay vốn, bình xét vay vốn công khai, dân chủ đúng đối tượng, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng vốn, đặc biệt là công tác xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người dân thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền với mong muốn được đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Mỹ Thủy Thái Thủy đoạn qua địa bàn thôn. Tuy nhiên, nguyện vọng chính đáng này vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Mặt đường bị xuống cấp, bong tróc, tạo thành những ổ gà khiến cho việc đi lại của người dân thôn Mỹ Hà gặp rất nhiều khó khăn. Thực trạng này đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay. Mùa này thì bụi, mà mùa mưa là quá nguy hiểm luôn. Nói chung trận này là quá khó khăn đối với những em đi học sinh, vậy là những người đưa đón. Được đầu tư xây dựng từ năm 2006, tuyến đường liên xã Mỹ Thủy - Thái Thủy có chiều dài hơn 3 km, rộng 4 m, mặt đường đã được thảm nhựa. Do ảnh hưởng của thiên tai và mật độ đi lại của các phương tiện vận tải khá nhiều, nên hiện nay tuyến đường này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Tôi thấy đoạn đường này là xuống cấp rất nghiêm trọng, nói chung là nó xuống cấp khoảng 2-3 năm rồi lại đây. Do đoạn đường xuống cấp quá nên ảnh hưởng đến là học sinh đi lại, đó, bụi nhiều, cũng có nhiều vụ là xảy ra tai nạn trên trục đường này. Việc xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường liên xã Mỹ Thủy - Thái Thủy không chỉ làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân, mà còn gây ra sự ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường này. Toàn thể 470 hộ của thôn Mỹ Hà kiến nghị các cấp có thẩm quyền nên sửa chữa tu bổ là con đường này để mùa mưa là đừng lầy lội, mùa nắng thì đừng bụi bặm. Nếu con đường này được tu bổ xong, về vấn đề giao thương, hàng hóa cũng như học sinh đi lại rất thuận tiện và đặc biệt đời sống của nhân dân sẽ được nâng lên rõ rệt. Mong rằng tuyến đường liên xã Mỹ Thủy - Thái Thủy sẽ sớm được đầu tư nâng cấp nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ở huyện Lệ Thủy cũng cần có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những phương tiện vận tải không chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình nuôi trồng thủy sản 8 tháng tăng trưởng khá. Minh Hóa chú trọng thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, nuôi trồng thủy sản tại các địa phương trong tỉnh tăng trưởng khá. Theo đó, diện tích nuôi tăng, nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá trong ruộng lúa phát triển khá, nuôi cá lồng bè phát triển ổn định. Sản lượng nuôi trồng tháng 8 ước đạt 2.839 tấn, tăng 36,5% so với tháng trước, tăng 6,5% so với cùng kỳ. 8 tháng ước đạt 8.873 tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ.
hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh thu hoạch sản phẩm nuôi trồng nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra. Trong những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã đề ra các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích người nông dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ, chăn nuôi trâu bò, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi đàn bò lai giai đoạn 2015-2020, huyện Tuyên Hóa đã ban hành các chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung, chủ trọng trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Nhờ đó, các hộ chăn nuôi chủ động được nguồn thức ăn cho đàn gia súc, cân đối về dinh dưỡng, kháng được dịch bệnh, tăng thêm thu nhập. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt trên 51.000 con, diện tích trồng cỏ các loại là trên 330 ha, chủ yếu là cỏ voi và cỏ VA06, tập trung nhiều ở các xã Mai Hóa, Phong Hóa, Đức Hóa. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi, thời gian tới, các địa phương tiếp tục khuyến khích người dân chuyển những diện tích đất sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ nhằm chủ động nguồn thức ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Hôm qua, ngày 12 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới ra mắt mô hình điểm khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu tại tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Đây là một trong những nội dung trong đề án xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tổ dân phố 3, phường Đồng Phú gồm 3 cụm dân cư với 173 hộ, hơn 780 nhân khẩu. Chi bộ đảng có 48 đảng viên. Chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Dịp này, Ban công tác mặt trận đã phát động các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy hơn nữa sự sáng tạo, tinh thần tự quản trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giúp nhau phát triển kinh tế, kinh doanh lành mạnh, đa dạng hóa các ngành nghề, tăng thu nhập, tăng hộ khá, hộ giàu, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Xây dựng tổ dân phố 3 phường Đồng Phú trở thành khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu nhằm thay đổi diện mạo của khu dân cư, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân, góp phần để Đồng Phú sớm phấn đấu đạt chuẩn phường văn minh đô thị của thành phố Đồng Hới. Đây cũng là cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân rộng mô hình đến các khu dân cư ở thành phố và trong toàn tỉnh thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bên cạnh chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế, xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho nhân dân, huyện Minh Hóa còn bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, góp phần giúp các địa phương trong huyện sớm hoàn thành tiêu chí giao thông. Nhằm thực hiện tốt tiêu chí số 2 là giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương xã Trung Hóa đã tập trung tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từ năm 2016, bên cạnh hiến đất, hiến tài sản, 187 hộ dân ở thôn Yên Phủ, xã Trung Hóa đã đóng góp mỗi người 200.000 đồng để cùng với nhà nước đầu tư bê tông hóa gần 5 km đường giao thông nông thôn. Riêng trong năm 2020, mỗi hộ dân còn góp thêm 1,5 triệu đồng xây dựng 250 cột điện thắp sáng các tuyến đường, vừa tạo cảnh quan, vừa đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Đường xã thông thường á, thì bà con là làm nông sản thì là tiêu thụ là rất thuận lợi. Việc vấn đề thứ nhất, việc thứ hai là cái an ninh trật tự là được là theo dõi và là quản lý là rất tốt. Xây dựng là nông thôn mới rồi thì và xây dựng là nông thôn kiểu mẫu thì bà con cũng đã một số là trồng là cây hoa và một số đã trồng là cây xung quanh đường để là làm đẹp cho là quê hương. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, xã Trung Hóa đã đầu tư hơn 47 tỷ đồng nhựa hóa và bê tông hóa được 11 km đường liên xã và từ đường trung tâm xã đến đường huyện, cứng hóa hơn 18 km tuyến đường trục thôn, xóm, làm được hơn 28 km tuyến đường ngõ xóm. Chính quyền
và các ban ngành đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt, đạt triển khai đồng bộ, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân đã hiến đất, hiến cây và đóng góp một số công sức thiết thực vào cái công tác xây dựng nông thôn mới, cụ thể nhất là cái vấn đề giao thông nông thôn. Và đây là chúng tôi cũng xác định một trong những cái nhiệm vụ quan trọng giao thông nông thôn để tạo điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng cái chương trình thiết thực này. Gần 10 năm thực hiện tiêu chí thứ hai là giao thông, huyện Minh Hóa đã đầu tư sửa chữa và làm mới được nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, trong đó mở mới hơn 54 km, cải tạo và nâng cấp hơn 142 km các tuyến đường liên huyện, liên xã, đường liên thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng, xây mới và nâng cấp hơn 450 cầu cống ngầm tràn. Tổng kinh phí đầu tư cho giao thông giai đoạn 2010-2018 đạt hơn 865 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 226 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 52 tỷ đồng, ngân sách huyện là 335 tỷ đồng. Để xây dựng các cái khu dân cư kiểu mẫu thì vừa rồi cũng có phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã về là khảo sát hai đơn vị thôn và làm mô hình điểm. Chúng tôi sẽ định là các cái thôn còn lại là vẫn cứ tiếp tục để triển khai các cái mô hình trồng hoa dọc các cái trục đường liên thôn với là nội thôn, làm sao để cuối năm 2020 là có những cái trục đường hoa là xanh sạch đẹp để đảm bảo cả cái tiêu chí về vệ sinh môi trường. Hiện nay, huyện Minh Hóa có hệ thống đường giao thông liên xã dài 245 km, đường giao thông liên thôn xóm dài 280 km. 100% xã có đường ô tô vào trung tâm xã, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đi lại cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, huyện Minh Hóa đã tập trung nhiều nguồn lực với chủ trương, nhà nước và nhân dân cùng làm để đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí giao thông ngay ở các thôn, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, cũng hình thành được những phong trào có công góp sức bàn giao mặt bằng để làm đường giao thông. Đến nay, 10 trên 14 xã đã đạt tiêu chí giao thông, khắp các khu dân cư đã xuất hiện các tấm gương đảng viên, quần chúng nhân dân nêu gương điển hình trong hiến đất làm đường giao thông, tạo thành phong trào đẹp lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Mạng lưới giao thông nông thôn ở Minh Hóa ngày càng được hoàn thiện, mở rộng, phát triển, không chỉ giúp các địa phương trong huyện sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nói riêng và các tiêu chí khác nói chung, mà còn góp phần rất đắc lực trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở huyện vùng cao Minh Hóa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng giúp tôi điểm lại thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Tuyên Hóa. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, ghi nhận những thành tích mà huyện Tuyên Hóa đã đạt được trong thực hiện công tác dân vận của Đảng cũng như công tác dân vận của chính quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tuyên Hóa phải tiếp tục nhân rộng các mô hình nhằm góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về công tác xây dựng Đảng, Tuyên Hóa đã tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là việc triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên cũng như của huyện ủy, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, triển khai các mô hình dân vận, công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả tốt, nhưng cần tiếp tục phát huy nhân rộng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà máy điện pin mặt trời tại huyện Lệ Thủy.
dự án nhà máy điện mặt trời 49,5 MW thuộc tổ hợp dự án điện tái tạo Doha được tập đoàn Doha Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh Quảng Bình bằng nguồn vốn FDI với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 50 ha. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đóng điện trước tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên thời gian đóng điện sẽ lùi đến cuối tháng 12 năm 2020. Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án nhà máy điện pin mặt trời Doha Lệ Thủy là dự án lớn, sau khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, nhà đầu tư cần kịp thời khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra và phải đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, an ninh trật tự và an toàn lao động. Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình. Tiểu dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư 43,29 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay ADB là 31,75 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng là 11,54 triệu đô la Mỹ. Dự án gồm 3 hợp phần chính là hạ tầng kết nối giao thông, hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phân quyền thực hiện quy trình quản lý tài sản công. Hiện nay dự án đang triển khai theo đúng tiến độ. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2020, dự án đã giải ngân số vốn trên 49 tỷ đồng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thảo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để triển khai tốt dự án theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong tuần, thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, thành phố Đồng Hới đã công nhận 50 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020. Trên 100 lượt tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, trong đó có nhiều danh hiệu cao quý của chính phủ, nhà nước. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, lãnh đạo thành phố Đồng Hới kêu gọi các cơ quan, đơn vị địa phương, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên và thiết thực, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đề ra, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh. Cũng trong tuần qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trên các điểm chốt của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nghiêm túc duy trì 30 tổ chốt, 150 cán bộ chiến sĩ luân phiên trực kiểm soát trên biên giới Việt-Lào, góp phần giữ vững an ninh biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, đoàn công tác đã thống nhất đề xuất Bộ Quốc phòng khảo sát làm đường vào các chốt, đường biên giới, đầu tư công nghệ thông tin cho các đồn biên phòng, đồng thời cấp phát nhà lắp ghép và đảm bảo một số vật chất thiết yếu, đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 13 ngày 14 tháng 9, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 62 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 94%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm 60 đến 87%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm 62 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 63 đến 87%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 63 đến 85%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 62 đến 85%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 87%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 bị bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9,
mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ